Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự thảo quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích. Bài học cảnh tỉnh cho những kẻ ảo vọng. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông trình dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Nội vụ trình ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự dôi dư, nghỉ công tác do sát nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ công chức cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sở Tài chính trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thay thế nghị quyết số 145 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. Sửa đổi bổ sung một số điều quyết định số 2746 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ca để tính tiền thuê bao đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến về các nội dung, xem xét các quy định mới của luật giá, chính sách tiền lương mới để áp dụng vào đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động báo in, báo điện tử, cần căn cứ các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước để xây dựng các nội dung trong các quy định thể thức trình bày văn bản. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ các quy định mới của luật giá, chính sách tiền lương mới, hoàn thiện tờ trình quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến. Đối với các nội dung do Sở Nội vụ trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát kỹ các nội dung theo quy định, đảm bảo các nội dung theo đúng quy định của Chính phủ, hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Nhất trí đối với các nội dung do Sở Tài chính trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn thiện văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định ban hành. Đồng chí nhấn mạnh những điểm mới trong dự thảo quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. Có cái mới, ví dụ là thanh lý tài sản, trước đây là phải thống nhất qua thường trực đúng không? Nay thôi bỏ cái đi. Thanh lý tài sản, thẩm quyền quyết định mua sắm thì có nâng lên, Ủy ban tỉnh chủ tịch có thể phân cấp cho các huyện bao nhiêu đấy là thẩm quyền của mình, hoặc phân cấp cho các ngành là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thì có thể phân cấp được. Khi mà thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật thì thứ nhất là phải áp dụng là các nghị định, các thông tư theo luật, thứ hai là áp dụng các điều lệ của Đảng. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, từ đầu năm đến nay, huyện Phù Cừ đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng 24 dự án. Trong tổng số 24 dự án với tổng diện tích gần 85 ha, huyện đã giải phóng mặt bằng được khoảng 5 ha, đạt gần 60% kế hoạch. Trong đó, giải phóng mặt bằng 17 ha đạt 100% các dự án cụm công nghiệp, tiêu biểu nhất là cụm công nghiệp Quán Đỏ, Đoàn Đào, gần 100% diện tích đất nông nghiệp đường Tân Phúc, Võng Phan, trên 10 ha dự án đấu giá đất các khu dân cư mới đạt 50% kế hoạch, tiêu biểu tại các xã Tam Đa, Đình Cao, Phan Xào Nam, Tổng Phan. Thời gian tới, huyện Phù Cừ sẽ đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như khu di tích Cây Đa và đền La Tiến, đất thổ cư, đất mồ mả liên quan tới dự án đường Tân Phúc, Võng Phan. Nhận thấy việc mở rộng đường là rất cần thiết trong phát triển kinh tế xã hội địa phương và thuận tiện trong đi lại, ngay sau khi được chính quyền tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân thôn Đông Phòng, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường.
Dù mới đầu chưa nhất trí, nhưng sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình anh Bẫn ở thôn Đông Phòng hiểu lợi ích khi tuyến đường được mở rộng, đã đồng thuận phá dỡ tường bao, hiến trên 30 mét vuông đất thổ cư để địa phương mở rộng đường. Có lợi trước mắt là cho gia đình, sau cho làng, cho xã, sản xuất thuận lợi, tu vào tận nhà, thoáng nhà mình ra và đường sạch đẹp. Tuyến đường qua khu dân cư thôn Đông Phòng chỉ rộng 2,5 mét xuống cấp, nên việc đi lại chuyên trở của người dân gặp nhiều khó khăn. Hưởng ứng chủ trương nâng cấp mở rộng từ 4 đến 5 mét, trên 230 hộ dân có tuyến đường đi qua đã hiến đất thổ cư. Hộ ít trên chục mét, hộ nhiều vài chục mét vuông đất và tháo dỡ công trình phụ trợ để bàn giao mặt bằng cho địa phương triển khai dự án. Hiện địa phương đang tiếp tục tuyên truyền để số ít hộ dân còn lại đồng thuận đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng đường. Trong quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như duy trì lâu dài, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì người dân đóng vai trò quan trọng. Mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường sẽ góp phần làm cho thôn xã mình ngày càng đẹp lên. Ghi nhận tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, địa phương có số lượng khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất tỉnh Hưng Yên, với 9 trên 9 thôn đã đạt chuẩn kiểu mẫu. Thực hiện mô hình nhà sạch ngõ sạch và nhà sạch sạch bếp sạch ngõ, chị Nguyễn Thị Thủy và nhiều gia đình khác ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Phù Thượng đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện ăn sạch ở sạch và có ý thức vệ sinh môi trường từ chính ngôi nhà góc bếp. Trong nhà luôn được chị Thủy dọn sạch sẽ, không gian ngoài sân trang trí hoa cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp cho ngôi nhà. Còn đối với bà Bùi Thị Bền thì cách giữ vệ sinh môi trường tốt nhất đó là phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Bà Bền duy trì phân loại xử lý rác đã được 6 năm, vừa thực hiện tốt trong gia đình mình, bà Bền còn tích cực tuyên truyền và hướng dẫn hàng xóm láng giềng. Môi trường nó vừa sạch sẽ mà ít rác thải mà lại mình lại cây cối của mình lại tốt. Thế tôi thấy thế là tôi cứ duy trì tôi làm thôi. Trước đây, tại đường Dốc Đê và các thôn của xã Thắng Lợi xuống cấp, nhiều rác thải, song hiện nay nhờ sự quan tâm đầu tư nâng cấp của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của các chi hội phụ nữ trong xã đảm nhận trồng và chăm sóc hoa cây xanh ở tuyến đường đã làm cho diện mạo các con đường chân đê, dốc đê xanh sạch đẹp. Ngoài ra đường trục chính các thôn được trang trí bằng những bức tranh bích họa rực rỡ sắc màu. Sạch đàng, sạch ngõ, tức là sạch từ ngoài sạch vào và sạch từ nhà mình sạch ra, duy trì giữ được làm sao, tức là cái điểm nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo đến các cơ sở, tuyên truyền vận động đến cán bộ và nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, cũng như là tại gia đình. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Phát huy sức dân trong việc gìn giữ và làm đẹp cảnh quan môi trường cho chính gia đình, địa phương mình là cách mà tất cả 9 thôn của xã Thắng Lợi đã làm để đạt các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần giúp xã Thắng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên hết, người dân được hưởng thụ không khí trong lành, môi trường sạch sẽ ở khu vực mình sinh sống. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Xuân Quyết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, nhất là công tác đảm bảo an toàn kỳ thi. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ạ. Thưa ông, đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được triển khai như thế nào rồi? Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã tương đối là hoàn thiện, sẵn sàng cho cái công tác tổ chức thi. Các nhà trường đã kết thúc ôn tập cho học sinh và các trường được giao nhiệm vụ đặt điểm thi thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết. Ban chỉ đạo thi có cái kế hoạch chỉ đạo công tác tổ chức thi và phân công nhiệm vụ cho các cái ngành thành viên ban chỉ đạo bố trí các cái điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi cho thí sinh trong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ làm thi, thì thân thiện để tâm lý của thí sinh tốt nhất để có thể làm bài đạt hiệu quả cao nhất. Ban chỉ đạo thi kiểm tra công tác chuẩn bị thi, công tác coi thi và công tác chấm thi. Sau khi hoàn tất các kiểm tra chuẩn bị thi, nếu có những cái tồn tại
thì cũng tổng hợp và báo cáo lãnh đạo ban chỉ đạo thi, quyết định thời gian hoàn thiện. Thưa ông, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi đã được triển khai như thế nào? Tất cả các khâu của kỳ thi, bao gồm cả coi thi, chấm thi, công tác in sao đề thi và vận chuyển đề thi đều có tham gia của lực lượng công an theo đúng quy chế. Đề thi thì được bảo quản trong phòng chứa đề thi theo đúng quy chế, thì có tủ khóa, rồi có camera giám sát và có lực lượng an ninh trực 24/24 giờ. Tất cả các điểm thi đều có các lực lượng công an địa phương, ban chỉ huy quân sự địa phương và các lực lượng bảo vệ của nhà trường đặt điểm thi. Sở Giáo dục cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã tổ chức tập huấn về các cái nội dung về nhận diện các cái thiết bị công nghệ cao, nguy cơ liên quan đến việc sử dụng các cái thiết bị công nghệ. Năm nay là năm cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Ông có lời khuyên gì cho các thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi năm nay ạ? Kỳ thi cơ bản thì vẫn giữ ổn định, không có thay đổi lớn. Cho nên là nhiệm vụ của thí sinh là phải ôn tập tốt, giữ gìn sức khỏe, đến đúng giờ và đặc biệt là giữ gìn cái trạng thái tâm lý tốt nhất, bình tĩnh, tự tin để có thể làm bài tốt nhất và làm đúng những cái quy định về trách nhiệm của thí sinh theo quy chế thi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông ạ. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, lượng hàng hóa lớn và là nơi tập trung đông người khiến cho các chợ, siêu thị trong tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy nổ trong mùa hè. Do đó, việc thường xuyên kiểm tra, rà soát, chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ luôn được Ban Quản lý các chợ, siêu thị quan tâm thực hiện. Hiện nay toàn tỉnh có 12 chợ thành thị, 90 chợ nông thôn, 2 chợ đầu mối và hàng chục trung tâm thương mại, siêu thị, hàng trăm cửa hàng tự chọn ở các huyện, thị xã, thành phố. Chợ siêu thị là nơi tập trung đông người, bày bán nhiều hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, các khu vực này cần xác định công tác phòng chống chữa cháy, lấy phòng là chính. Vì vậy, Ban Quản lý các chợ siêu thị cần thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, đó là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Ngoài ra, các chợ siêu thị cần thực hiện tốt chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị, tập trung phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống cháy nổ, giả định cho tiểu thương, thường xuyên tự kiểm tra đánh giá để kịp thời phát hiện những hạn chế sơ hở trong công tác phòng cháy chữa cháy để khắc phục. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về cố ý gây thương tích có những diễn biến phức tạp, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Cụ thể, gần 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 116 vụ, 158 đối tượng, hậu quả 2 người chết, 102 người bị thương nặng, khởi tố 41 vụ, 56 bị can, xử phạt hành chính 39 vụ, 74 đối tượng đang xác minh 36 vụ. Chủ yếu các vụ cố ý gây thương tích đều do mâu thuẫn bột phát nhất thời, nguyên nhân là do mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt cá nhân, mâu thuẫn trong tình ái, mâu thuẫn trong gia đình, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai. Tội phạm cố ý gây thương không những tạo ra hệ lụy đối với gia đình, xã hội, sức khỏe, tính mạng của người bị hại, người gây ra tội phạm không những chịu mức án về hình sự mà còn có thể mang tâm lý dằn vặt tội lỗi suốt đời. Những vụ cố ý gây thương tích còn gây hoang mang bức xúc cho nhân dân. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thị xã, thành phố xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm cố ý gây thương tích. Lực lượng công an từ tỉnh tới cơ sở chủ động nắm bắt giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, sớm phát hiện mâu thuẫn trong nhân dân để kịp thời tham mưu có biện pháp xử lý, đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng côn đồ càn quấy, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm để giải quyết kịp thời triệt để các hành vi bạo lực côn đồ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số đối tượng vì quyền lợi vị kỷ bị kẻ xấu, các tổ chức phản động lôi kéo, dẫn đến bất chấp đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bất chấp pháp luật, sử dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch, công khai công kích chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tay cho kẻ xấu làm hại đất nước. Ban đầu, các đối tượng đều là những công dân bình thường, nhưng rồi sa ngã và dần trượt dài trên con đường tội lỗi.
Đó là đối tượng Phạm Văn Trờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Trước khi trở thành bị can trong vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Trờ có một bản lý lịch khá sáng, y từng là cử nhân kinh tế và công tác tại Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, Trờ liên tục không chấp hành kỷ luật của công ty và bị sa thải vào năm 2014. Từ đó, Trờ trở về quê hương sinh sống, nhưng luôn có những hành động đi ngược lại với tập thể, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn. Lợi dụng cái gọi là tự do ngôn luận trên trang Facebook cá nhân của mình, từ năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, Trờ quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân đã phát livestream đăng tải, chia sẻ 7 video có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ. Thực tế này, ông ở về nhà này, thì ông đối xử với tức hàng xóm này, không có tình. Đấy, người ta ở đâu rồi đấy, vừa tình vừa lý thì nó vừa ở sau, nó hai bên nó hài hòa. Thì về địa phương thì gia đình có chống đối, tự ý ra trồng cây ở đất công điền của thôn, thôn bọc đến gặp dỡ nhắc nhở. Thì ông ấy cứ mồn một cứ vẫn cứ làm. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1986, trú tại xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Đây là đối tượng sử dụng xe gắn máy không biển số, đội mũ bịt mặt đã thực hiện hành vi giải truyền đơn tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Nội dung truyền đơn ủng hộ tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thông qua Facebook, Trường đã đăng tải gần 100 livestream với nội dung nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường bị Tòa án Nhân dân tỉnh kết án 12 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi đã nhận thức được hành vi của tôi sai trái, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cảnh báo với những người đã sắp và đã đang có hành vi là chống lại Đảng và nhà nước, chống lại lợi ích nhân dân, thì không nên nghe theo bất kỳ một cái tổ chức nào, cá nhân nào. Các cấp ở dưới cơ sở để tăng cường công tác quản lý cũng như các cái dấu hiệu hiện hành, hoạt động hiện hành của các đối tượng để từ đó có cái biện pháp. Việc bắt giữ Phạm Văn Trờ và kết án Nguyễn Xuân Trường chính là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng đang có mưu đồ tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mọi hành vi phạm tội chống phá quê hương đất nước sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật và bị nhân dân lên án. Nếu đã chót ngược đường thì hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Sáng nay, tại nhà văn hóa xã Tiền Phong, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 vụ án với 3 bị cáo đưa ra xét xử là Đào Đức Long, sinh năm 1971, trú quán thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Phạm Phú Quyền, sinh năm 1978, trú quán xã Cổ Bi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Và bị cáo Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991, trú quán thôn Bích Tràng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tuyên phạt bị cáo Đào Đức Long 1 năm tù giam, bị cáo Phạm Phú Quyền 1 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Văn Thắng 2 năm tù giam. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.